đây đại bàng, báo cáo chiến trận. Quân Hoàng toàn thắng, đã hoàn thành nhiệm vụ, thu dọn xong chiến trường, đợi lệnh. Di chuyển về Z, nghe rõ trả lời. Quân Hoàng đã nhận rõ, sẽ thi hành ngay. Gai nào vậy, xong bắt nó lại. Thôi cho nó đi, chắc đi đón trùng tá. Phi xuống máy đó mà. Rất lớn. Vết thương thế nào? Dạ, tôi đã bình phục hẳn. Thật không? Hình như anh không được vui. Thưa trung tá, tôi đã tập ngày tập đêm, bây giờ đã hoàn toàn như cũ. Một người lính bị thương phải về hậu phương điều trị. Hàng ngàn người cùng một trường hợp như anh, họ không phàn nàn. Còn anh thì không. Anh hụt hẫng, bất mãn cả với chính anh. Trận đánh trước, tôi không may bị thương. Vừa đúng lúc khẩu súng máy tôi phải cản đường tiến của địch. Ta thua trận đó, tôi coi như tôi phải chịu một phần rất lớn trách nhiệm. Nhưng bây giờ trung đoàn đã trả thù và đã thắng. Tôi cũng biết như vậy, thưa trung tá. Nhưng đó là các bạn đồng ngũ đã làm thay việc tôi phải làm. Tôi ít chịu để ai làm thay tôi. Tôi hiểu. Bây giờ anh muốn đòi những trận đánh cho riêng anh. Bình tĩnh, sẽ có. Nhưng một người lính chung thân bất mãn không phải là một người lính tốt. Thuốc đi trung tá. Trung tá về bộ chỉ huy trung đoàn. Không, cho tôi về thẳng nhà. Nghỉ một lát. Anh có thể lấy xe đi đâu thì đi. Cảm ơn trung tá. Một người đàn bà hả? Còn trẻ như các anh, với lại sau 8 ngày liền chém mặt. Tôi thì